giờ là trận đấu trường thứ 7 của kỳ 165 giữa hai cặp đôi, là một bên là Trung Công Tung và là Trung và Lưu, Nguyễn Huỳnh Lưu, bên kia là Phi và Hậu, đôi Trung Lưu chấp đôi Phi Hậu hai bóng hay là 202 chắc một đôi Trung Lưu ra bóng trước. Ồ, Trung Lưu chưa được thượng lưu với Trung Lưu đấy. Cũng có khá trong cái giỏi. Em quyết là tối nay em mời anh Hoàng đi ăn lẩu ở đó luôn á. Yeah.
chí. Trịnh Chí Chí. Đúng không? Đúng không? Thank you.
Hả? Ủa đi chơi mà. Em đã sai từ khi bắt đầu rồi. Nay đi tổ chức đây đâu có đánh đấm gì. Vậy nó mới mệt ta. Số đó là 3-0 rồi. Ánh mắt rất là buồn bã của Huỳnh Công Hậu. Nãy có cặp ông bà Bình Phước đánh vui lắm. Ti Hồng. Ti Hồng lên đánh xong rồi vội vã nhảy lên xe để về luôn á, 200 cây á, đi 200 cây lên chỉ đánh trận thôi chạy về. Đánh trận đầu tiên lúc 2:30 rồi đi về chuyến xe 9:30 đó là chuyến xe đó, tức là đánh mà không kịp là cũng phải may mà ăn nhanh á. Hai vợ chồng mới nhìn vui á, đánh ăn điểm rồi hai vợ chồng chia rồi. Hả? Ủa không phải hả? Ủa vậy à? Thấy có thấy tính ly dị là kìa. Tức là bà nó là kết nghĩa với vợ chồng. Đây là kết nghĩa riêng với ông Ti. Hai người ăn ý lắm, không cần nói năng gì mấy. Không, cặp nó vui. Chạy 200 cây lên đánh xong rồi lại chạy về. Ừ.
Ô, kia nó lên đồng rồi. Ba một, vậy là chúng ta có trận đấu thứ năm. Sang năm. Lúc đầu là có các bạn lấy được là không qua lớn tuổi sao ông để xong nó dịch phải thấy đây nếu không có giá dịch không đầu các bạn chắc không có quá châu rất hay châu hay là cái quả sâu của châu hạ cũng là cái nào được các bạn học đức nó đánh được bên này đỡ vô mà châu vẫn đánh được quả sâu an toàn cực kỳ an toàn. Nguyễn Huỳnh Lưu móc cứ như là Adam. À đó mà lộn cái giữa anh Lâm Điếc. Cái giữa anh Lâm Điếc. Chúng ta vừa chứng kiến cảnh lên đồng của vận động viên. Không thành công. Thằng này, cái thằng này nó có cái tố chất nghệ sĩ lắm đó. Phóng khoáng lắm á. Lưu này tính nó phóng khoáng lắm. Không phải à, không chơi à? Lấy chậm hơn, em xem thì lấy chậm hơn. Tỷ số là 4-1 cho đôi Trung và Lưu.